chương 1031. Bị đả kích vì cái chết, tôi không đi, phần 5. Lưu Hồng Văn đi vào trước. Dương Thụ, cậu xem ai đến này? Chị Nhiên. Ngô Sướng nhìn thấy Nhiếp Nhiên ở cửa, mắt lập tức sáng lên giống như nhìn thấy cứu tinh. Trời ơi, tốt quá rồi. Chị Nhiên, cuối cùng chị cũng đến rồi. Chị mau khuyên cậu ta đi, tôi nói rách lưỡi rồi mà cậu ta vẫn không phản ứng với tôi một câu tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa dương thụ nghe thấy thì nghiêng đầu nhìn về phía nhiếp nhiên nhiếp nhiên tựa vào khung cửa cười lạnh vậy cứ để cho anh ta quỳ đi chờ anh ta quỳ hỏng chân rồi anh ta sẽ từ bỏ ý định đôi mắt kia sau khi nghe thấy cô nói như vậy thì xâm hẳn lại Lưu Hồng Văn nhìn hai bên và cảm thấy bầu không khí rất quái lạ. Là người thứ ba, anh ta đi trước thì hơn. Đến lúc đó ngộ thương sẽ không tốt. Chúng tôi vẫn phải huấn luyện. Đi, đi trước đây. Anh ta dùng khỉu tay chọc vào eo ngô sướng. Ngô sướng hiểu ý cũng vội vàng phụ họa nói. Đúng, đúng, đúng. Chúng tôi còn phải huấn luyện. Đi trước đây. Hai người nói chuyện. Hai người nói chuyện đi hai người tìm một cái cớ phụng về, chạy thẳng đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Một người đứng ở cửa, một người quỳ ở cạnh giường. Định quỳ trước cho cốt cả đời à? Nhiêm nhiên phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, đi đến bên cạnh anh ta. Nhưng dương thụ không phản ứng với cô, cứ quỳ ở đó. Nếu không phải vừa rồi anh ta ngẩng đầu nhìn mình, nhân nhiên thật sự tưởng là anh ta điếc luôn rồi nghiêm nhiên quý lại đơn giản với hộp cho cốt của Lâm Hoài. Tại sao hôm qua cô không đến? Sau khi thấy cô quý lại hộp cho cốt, gương mặt quật cường của Dương Thụ mới giãn ra một chút. Tôi có việc. Nhiêm nhiên lại xong rồi tìm một cái ghế ngồi ở bên cạnh anh ta. Cô có việc gì quan trọng hơn tiễn sĩ quan huấn luyện Lâm đoạn đường cuối cùng? Vẻ mặt Dương Thụ lại căng lên Đối với tôi mà nói, người chết rồi là chết rồi, không có đoạn đường cuối cùng gì cả. Cô... Dương Thụ tức giận. Cô đừng quên, sĩ quan huấn luyện Lâm cũng vì cô mới chết. Nhâm nhiên hở hững nói. Cho nên tôi làm xong việc của mình thì lập tức tới lại anh ta. Nhưng Dương Thụ, anh phải nhớ, người sống vĩnh viễn quan trọng hơn người chết anh không ăn không uống không ngủ quỳ như vậy chẳng lẽ sĩ quan huấn luyện lâm có thể tỉnh lại từ hộp cho cốt à Dương Thụ nghiến răng nhìn chăm chăm hộp cho cốt trên giường đay mắt thoáng qua vẻ thương cảm sĩ quan huấn luyện lâm không có con tôi muốn canh giữ cho thầy ấy đến khi người nhà của thầy ấy đến thì ra là như vậy Nhiệm Nhiên hiểu rõ bật cười không nhìn ra, anh là người hiếu thuận vậy đấy. Dương thủ hử lạnh. Trong phòng lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Nhâm nhiên nhìn chằm chằm gương mặt còn non nớt nhưng bướng mình kia. Cuối cùng vẫn nói. Tôi sắp đi rồi. Dương thủ ngẩn ra, buồn miệng hỏi. Cô định đi đâu? Trở về đơn vị dự bị. Dương thủ hơi khựng lại, lạnh lùng ồ một tiếng sau đó không nói tiếp nữa trước khi chết sĩ quan huấn luyện lâm nói muốn tôi quan tâm đến anh không biết có phải câu nói này đụng chạm đến dương thụ không sắc mặt anh ta sầm lại giọng nói khó chịu tôi lớn hơn cô thì cần cô quan tâm cái gì thích đi thì đi tôi sẽ không bám lấy cô không buông lời sĩ quan huấn luyện lâm nói cô không cần coi là anh ta còn chưa kịp nói chữ thật ra thì nhất nhiên đã nói Tôi định đưa anh đến đơn vị dự bị. Dương thủ kinh ngạc nhìn cô. Cái gì? Đến đơn vị dự bị. Anh ta không nghe lầm chứ. Tôi cảm thấy bản lĩnh dưới nước của anh không tệ. Sau này có thể đến đội thủy quân lục chiến. Làm người nhái hoạt động cảo trên cạn và dưới nước. Anh cảm thấy thế nào? Dương thủ thấy cô rất nghiêm túc. Không giống như đang đùa. Không biết tại sao lại đột nhiên nổi giận quay phát đầu đi, lạnh giọng nói. Tôi không đi. Rõ ràng nhiếp nhiên không ngờ Dương Thụ sẽ từ chối mình. Cô cao mày hỏi. Tại sao? Dương Thụ cảm nhận được ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu của cô thì càng bực mình hơn. Ai thích đi thì đi, chứ tôi không đi. Cô cũng đừng ở đây quấy rầy tôi. Có phải anh từng bị đơn vị sự bị từ chối không? Cô hỏi, Cô vốn chỉ thuần miệng hỏi thôi, nhưng không ngờ lại nhận được phản ứng cực lớn của dương thụ. Anh ta tức giận quát lên. Là tôi không muốn vào, tôi không muốn vào có hiểu không hả? Ai quy định chỉ có đơn vị dự bị mới là tinh anh? Đơn vị bình thường chúng tôi cũng có thể có tinh anh. Nhâm nhiên im lặng không lên tiếng, hứng thú nhìn anh ta. Sau khi phản ứng quá khích, thấy nhâm nhiên cười nghiền ngẫm như vậy, dương thụ mới cảm thấy tâm trạng mình hơi quá anh ta kìm nén lại ấp ung nói dù sao tôi cũng không muốn đi nhân nhiên không tức giận chưa hứng thú tựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm anh ta anh biết bây giờ anh giống cái gì không giống cái gì giống một đứa bé ấu trĩ giận dỗi cô nói ai ấu trĩ năng lực của đơn vị dự bị vượt xa quân khu 2 là sự thật. Anh nói đơn vị bình thường cũng có thể có tinh anh. Điều này tôi không phủ nhận. Nhưng trong đơn vị dự bị, bất kể chương trình học quân sự hay huấn luyện quân sự đều tốt hơn ở đây rất nhiều. Xác suất có thể tiến vào quân chủng ưu tú cũng vượt xa đơn vị bình thường. Nhiêm nhiên rủ gì? Anh biết rõ còn nói như vậy. Chẳng lẽ không âu trĩ à? Cô không cần ở đây thể hiện sự ưu tú. Tôi thừa nhận tôi không bằng cô. Được rồi chứ. Có phải anh quên trước khi chết sĩ quan huấn luyện Lâm đã nói gì với anh rồi không? Bây giờ có cơ hội này nhưng anh lại từ bỏ. Anh không sợ buổi tối anh ta báo mộng tìm anh à? Nhưng không ngờ lời nói này của cô lại động đến nỗi đau của anh ta. Khiến dương thụ vốn đã bình tĩnh lại lập tức nổ tung lần nữa đây coi là cơ hội gì? Tôi dùng cái chết của thầy ấy để vào đơn vị dự bị thì được coi là cái gì? Đồng tình à? Bố thí à? Hay là bởi vì cô thương hại tôi? Tôi biết, trước khi chết sĩ quan huấn luyện Lâm bảo cô quan tâm đến tôi. Nhưng tôi không cần. Tôi không thiết làm cái đuôi của người khác đâu. Tôi cũng không muốn tương lai bị người khác chỉ chỉ trò trò. Nói tôi nhờ cô mới vào được đơn vị dự bị Tôi càng không muốn bị người khác nói tôi lợi dụng sĩ quan huấn luyện của mình để đi cửa sau. Nói xong anh ta thở hồn hển, đáy mắt tràn đầy sự đau thương và giận dữ giống như con thú bị thương. Cuối cùng thì nhất nhiên đã hiểu. Hóa ra không phải là anh ta không muốn vào đơn vị sự bị, mà là không muốn bị nói rằng dẫm lên người khác để đến đó. Suy nghĩ kỹ lại, lúc này cô nói muốn đưa anh ta đi đúng là rất dễ khiến người khác sinh ra hiểu lầm. Như vậy có thể nhìn ra tính cách tên nhóc này không tệ, rất chính trực. Người như vậy có độ trung thành cực cao, coi như là một hạt giống tốt. Nếu thật sự nghe Lý Tông Dũng vào lớp 1, có lẽ cô có thể bị an viễn tạo trình chết. Nghỉ ngơi một lúc cô tập trung vào chân tay, hô hấp và một loạt cơ năng thân thể của mình, vạch ra tất cả kế hoạch. Bây giờ cô ở phía sau núi, nơi này địa thế gập gành cho dù là lên núi hay xuống núi đều có độ dốc nhất định có tác dụng nhất định với việc huấn luyện sức chân vì vậy cô bắt đầu một ngày ba lần chạy lên núi xuống núi không có miếng sắt nặng buộc vào chân mình cô dùng đá để buộc ăn cơm ngủ nghỉ cũng buộc bắp thịt từ đau đớn lúc đầu dần dần trở nên tê dại mặt trời mọc rồi lại lặn lặn rồi lại mọc chớp mắt đã qua hai ngày Hai ngày này, cô đến phòng ăn sớm hơn, các binh lính huấn luyện kia nửa tiếng. Ăn xong trở về sau núi không ngừng huấn luyện, không hề có ai quế giày. Cô còn chưa tự tại được lâu, thì Nghiêm Hoài Vũ đã không mời mà tới. Lúc cô mới chạy một vòng sau núi, rồi về định tắm thì thấy Nghiêm Hoài Vũ không ngừng di chuyển trước sau phòng mình. Anh làm gì thế hả? Nghiêm Nhiên thấy anh ta như vậy, không nhịn được cau mày lên tiếng hỏi nghiêm hoài vũ vốn đang định đứng ở cửa sổ thò đầu nhìn vào trong nghe thấy sau lưng có tiếng nói thì giật mình lúc thấy rõ là nhiếp nhiên anh ta thở phào nhẹ nhõm tiểu nhân tử cô đi đâu thế tôi tìm cô lâu lắm rồi lại có chuyện gì nữa tiểu đoàn trưởng tìm cô cô mau đi theo tôi đi tiểu đoàn trưởng nhiêm nhiên tùy tiện lau mặt rồi theo nghiêm hoài vũ đi ra ngoài đi thôi đá trên chân cô nghiêm hoài vũ chỉ hai tảng đá trên chân cô nhắc nhở nghiêm nhiên lập tức cởi hai tảng đá ra ném sang bên cạnh khoảnh khắc cởi đá ra khiến cô cảm thấy không thăng bằng cô buộc đá đi bộ có phải là đang huấn luyện không ừ nghiêm hoài vũ nghe cô nói vậy thì thấy rất kỳ quái bây giờ cô chỉ là một lính giữ kho tại sao phải huấn luyện thể năng như vậy không bao lâu sau, hai người đã đi từ sau núi đến căn cứ. Nhâm nhiên đi đến phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng, nhưng lại bị nghiêm hoài vũ ngăn lại. Tiểu đoàn trưởng không ở phòng làm việc, đang ở bên chỗ sân bay. Sân bay? Lý Tông Dũng tới đó làm gì? Chẳng lẽ ông ta là tiểu đoàn trưởng của đơn vị dự bị nên phải đi trước à? Cô nghi ngờ đi theo nghiêm hoài vũ về phía sân bay. Bên trong sân bay có tổng cộng 11 chiếc máy bay trực thăng xếp hàng ngay ngắn trên bãi cỏ. Nhiêm nhiên càng đi vào, càng nhìn thấy có rất nhiều người đứng ở trước một chiếc máy bay trực thăng. Người của đơn vị dự bị, còn cả người của quân khu 2 cũng đứng đó. Nhân nhiên còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ, thì đột nhiên một bóng người nhỏ bé đã từ phía trước lao nhanh vào trong lòng cô, khiến cô lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Chị anh hùng! Giọng nói non nớt vang lên bên eo, nhân nhiên khẽ thở dài, Quả nhiên vừa rồi mình không nhìn lầm Là khác lý May mà vừa rồi mình không né tránh Nếu không chắc chắn thằng nhóc này Sẽ đâm vào cái máy bay trực thăng ở sau lưng mình Lý Tông Dũng chậm rãi đi tới Cười hiền hòa nói với nhiếp nhiên Bọn họ phải đi rồi Trước khi đi khăng khang đòi gặp cô một lần Tôi đã nghe Kha Lỗ nói rồi Cảm ơn cô đã cứu chúng tôi Yên Đức đi tới trước mặt nhiếp nhiên đúng vậy cảm ơn cô đã cứu chúng tôi mấy chục dân đảo sau lưng cũng gật đầu lúc này cái đầu tóc xù trong lòng cô chậm rãi ngẩng lên đôi mắt trong suốt như nước của khắc lý lấp lánh cậu bé mỉm cười nói với cô chị chị biết không lúc ấy em còn nghĩ nếu chị có thể tới cứu chúng em thì tốt rồi không ngờ chị lại đến cứu chúng em thật được bọn họ cảm ơn như vậy Nhất Nhiên lắc đầu. Lần này không thể coi là tôi cứu được. Nếu như Hoắc Hoành không nói cho cô biết địa điểm, có lẽ cô phải tìm rất lâu. Hơn nữa, cô vì Hoắc Hoành mà làm nổ hang ổ của lũ cướp biển, suýt nữa chôn sống bọn họ, cho nên thật sự không dám nhận phần công lao này. Lý Tân Dũng nghe thấy cô nói thế thì chỉ im lặng cười. Ông hiểu rõ hàm ý trong câu nói này của Nhất Nhiên. Cô đang nhận một phần công lao thay hoác hoành. Nhiêm nhiên chỉ các binh lính của đơn vị dự bị và quân khu 2 nói. Thật ra bọn họ đều có phần. Nếu không nhờ bọn họ ra sức đào, cho dù tôi biết mọi người ở đâu cũng vô ích. Tôi biết. Ian Đức nhìn ngắm binh lính sau lưng, lại quay đầu nói lại với nhiếp nhiên. Nhưng cho dù thế nào, tôi vẫn phải đại diện cho những người dân đảo cảm ơn cô không có cô chúng tôi có thể sẽ chết ở đó thật sự cảm ơn cô không thể nào cho dù cô không cứu người thì chắc chắn hoác hoành cũng sẽ không để cho nhóm người này bị thương nhưng cô nói như đinh nóng cột như vậy lại làm y an đức thấy hơi hoang mang nhân nhiên nhìn thấy thế lập tức bồi thêm một câu ý tôi là cho dù không có tôi nhóm binh lính này cũng sẽ cứu mọi người ra đáng chết hôm nay cô làm sao thế mọi người ở đây lại lập tức bừng tỉnh còn lý tông dũng thì cười thầm cô gái này lại cũng có lúc thất thường hơn nữa còn thất thường hai lần như vậy xem ra mùa xuân của tên nhóc kia sắp đến rồi đoàn người lại kéo nhiếp nhiên nói đủ chuyện lý tông dũng thấy đến giờ rồi nên buộc lòng phải cắt ngang bọn họ không còn sớm nữa người bên kia đang đợi rồi Mọi người đều đã biết chuyện, nhóm người yên Đức trộm thuyền trở về đảo bị bắt. Vì vậy bọn họ dặn dò người phía dưới, nhất định phải thu xếp ổn thỏa cho nhóm người này trong thành phố. Nhất định phải khiến bọn họ mau chóng quen thuộc với cuộc sống trong thành phố. Được được, lần này thật sự cảm ơn mọi người. Yên Đức lại nói với Khắc Lý trong lòng nhiếp nhiên. Khắc Lý, chúng ta phải đi rồi, cháu mau buông tay ra đi. Khắc Lý vẫn không nỡ, ôm chặt eo nhất nhiên, ngẩng đầu lên nói. Chị anh hùng, chị còn có nhớ chuyện lần trước trên đảo không? Lần trước lúc rời đi, chị không ngoéo tay với em. Lần này chị nhất định phải ngoéo tay với em mới được. Chị nhất định phải ở trong đơn vị đợi em. Em sẽ rất cố gắng, rất cố gắng lớn lên, sau đó tới tìm chị. Nhâm nhiên cúi đầu, nhìn ngón tay nhỏ xíu cùng với đôi mắt trong veo kia, than nhẹ. Được rồi, ngéo tay nào. Muốn đầu với Nhất thành thắng, cô nhất định phải ở lại đơn vị. Không đợi dăm ba năm, có lẽ cũng không được. Chị yên tâm, em nhất định sẽ trở thành binh lính ưu tú nhất. Khắc lý ngéo tay với cô xong, trước khi đi còn cất giọng lanh lành, kiên định đảm bảo với cô. Máy bay trực thăng chậm rãi bay lên, cho đến khi trở thành một điểm đen biến mất ở chân trời. Nhiêm Nhiên ngẩn ra, bên cạnh lại có một giọng nói vang lên. Tôi nghe nói Dương Thụ không đồng ý với yêu cầu của cô mà vẫn quỳ ở đó. Cô thu hồi ánh mắt nhìn Lý Tông Dũng ở bên cạnh, thấy ông cũng đang chắp hai tay sau lưng nhìn sắc trời và cười nói. Xem ra người ta không cảm kích lòng tốt của cô rồi. Nhiêm Nhiên vốn vì chuyện này mà khó chịu trong lòng bây giờ còn bị Lý Tông Dũng cười trên nỗi đau của người khác nên vô cùng bực bội. Đáng đời cái tên đó, có bản lĩnh, cứ quỳ đến chết đi. Lý Tông Dũng thấy cô nghiến sang nghiến lời hung dữ, thì ho khan, che giấu khóe miệng đang hơi cong lên. Sau đó cô ra vẻ uy nghiêm nói. Tóm lại, ngày kia chúng tôi phải đi rồi. Nếu cô không giải quyết được cậu ta, vậy cô cùng tôi về đi. Nhiêm nhiên thấy không có vấn đề gì với việc này Đối với Dương Thụ, cô tự nhận là hết tình hết nghĩa, không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian với anh ta nữa, cho nên gật đầu, coi như đồng ý. Đúng rồi, chuyện liên quan tới Lưu Đức, ngài định giải quyết thế nào? Vì không muốn để cho Lý Tông Dũng phát hiện ra, cô cố ý hướng tiêu điểm tập trung lên Lưu Đức. Lý Tông Dũng không nghi ngờ nói. Qua một thời gian nữa sẽ bị xử, có lẽ sẽ xử hơn 10 năm nhiêm nhiên ngẩn ra trợn to hai mắt hỏi không phải là trung thân sao không phải sao có thể trung thân được chứ nhiêm nhiên lập tức hiểu ra cô lại bị tên khốn kiếp hoác hoành lừa rồi tên khốn này cô khẽ nguyền rủa anh ta cố ý nói là tù trung thân rõ ràng không muốn để cô tới ép cung đổ thiểu năng lý tông dũng thấy đáy mắt cô lóe lửa Hình như hiểu ra mấy phần Cười hỏi Sao? Nó nói bao lâu? Nhiêm nhiên nghiến răng Giết ba chữ ra khỏi kẽ răng Tù trung thân Lý Tông Dũng nhịn cười nói Xem ra cô trở lại đơn vị dự bị Không chỉ cần rèn luyện thể năng Mà còn phải đọc nhiều sách hơn mới được Ông vỗ vai cô rồi xoay người rời đi Lý Tông Dũng đi rồi Các binh lính kia cũng giải tán nhóm người nghiêm hoài vũ lập tức chạy đến bên cạnh nhiếp nhiên. Chị nhiên, ngày kia chúng em phải trở về đơn vị dự bị rồi. Hà Giai Ngọc mở miệng, vẻ mặt viết đầy sự quyên luyến. Thấy nhiếp nhiên không nói gì, Hà Giai Ngọc thở dài dị mặt nói. Chị nhiên, chị không có gì muốn nói sao? Tôi nên nói gì à? Nhiếp nhiên cố ý dừng dưng. Kể ra cũng lạ, rõ ràng cô đâu có đối xử quá tốt với đám người này mà tại sao bọn họ lại vẫn cư quân lấy cô như vậy nhỉ hà danh ngọc nghiêm túc nói từng từ chị nhiên em sẽ nhớ chị dáng về trịnh trọng đó khiến nhiếp nhiên có cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi đúng vậy tôi cũng sẽ nhớ cô tiểu nhân tử nghiêm hoài vũ cũng lập tức phủ họa phương lượng cũng đi tới cạnh cô nhỏ giọng dặn dò. Được rồi, em đi một vòng lớn, nhìn chung cũng muốn sao được vậy rồi. Vậy thì cứ thoải mái ở quân khu 2 đi. Nhiêm nhiên cười nhấn mày. Cuối cùng thì Phương Lượng cũng hiểu ra là cô không muốn ở đội dự bị. Có điều phản ứng này thật sự là quá chậm. Nếu có thể phản ứng nhanh một chút, anh ta cũng sẽ không theo nhóm người nghiêm hoài vũ làm cái việc nửa đêm tập kích điên rồ đó. Nếu thầy có thể sớm nghĩ ra thì sẽ không bị xử phán như vậy. Nghe thấy lời châm trọng này, Phương Lượng không nhịn được trợn mắt nhìn cô. Con bé này, không phải là vì tôi muốn tốt cho em à? Ai không muốn làm người giỏi nhất, vậy mà em... Nói tới đây, anh ta thấy nhiếp nhiên nhướng mày lên với dáng vẻ hứng thú thì lại thở dài nói. Bỏ đi bỏ đi, tôi cũng là lo nghĩ quá thôi. Từ trước đến giờ em đều có chủ kiến riêng, năng lực mạnh, không thích đơn vị thì thôi, mỗi người một chi hướng, không cưỡng cầu được. Cứ phải là bị xử phạt, đâm vào tường mới biết sai không? Nhiêm nhiên không những không ăn ủi, mà còn tiếp tục dậu đổ bìm leo. Phương Lượng căm hận nói. Dù gì trước kia tôi cũng là giáo quan của em, em có thể cho tôi chút mặt mũi không hả? Nhiêm nhiên cười khẽ nhún vai đúng lúc này nghiêm hoài vũ lại chạy đến trước mặt cô sặn dò tiểu nhân tử cô ở quân khu hai một mình phải sống tốt nhé phải học cách chăm sóc mình hàng ngày phải ăn cơm đúng giờ một ngày ba bữa không được bỏ cô gầy như vậy phải ăn nhiều thịt hơn mới được này không phải là sinh ly tử biệt có cần phải nói như vậy không hả hà dây ngọc thấy anh ta lải nhải như mẹ già không nhịn được xen vào đương nhiên là cần thiết rồi lần này đi không biết lúc nào mới gặp lại không lâu đâu chậm nhất là một tháng sẽ gặp nhau rồi nhiếp nhiên nói tự nhiên nghiêm hoài vũ kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn nhiếp nhiên chằm chằm một tháng là có thể gặp là ý gì chậm nhất một tháng nữa tôi sẽ trở về đơn vị cái gì mấy người xung quanh bao gồm cả phương lượng vừa từ bỏ ý định nghe thấy cô nói thế cũng kinh ngạc. Không, không đúng. Mấy ngày trước cô còn nói không về mà. Sau đó tôi đổi ý. Chuyện này tiểu đoàn trưởng cũng đồng ý rồi. Đổi, đổi ý. Một câu nói nhẹ nhàng của cô khiến Phương Lượng từ trước đến giờ tốt tính cũng không nhịn được chửi bậy. Mẹ kiếp, em không nói sớm. Em nói đi, có phải là em cố ý như vậy để xỉa sói tôi không hả? Đúng vậy, ai bảo mọi người làm việc không một ai tính đến hậu quả, phải trừng phạt mọi người mới được." Nhiệm Nhiên quét mắt qua từng người. Mọi người im lặng vì cũng biết cách làm lúc đó đúng là không thỏa đáng. Lý Kiêu im lặng rất lâu, cuối cùng cũng đứng ra lạnh nhạt nói, "Trách nhiệm trong chuyện này chủ yếu là ở tôi, tôi có thể xin lỗi cậu." Nhiêm Nhiên thấy vẻ mặt chân thành ấy thì nói, "Thôi đi." Nhận lời xin lỗi của cậu, vậy chẳng phải là tôi nợ cậu một lần à?" Lý Kiêu ngẩn ra, sau đó hiểu cô đang nói chuyện nổ súng sau đó. Hà Danh Ngọc thấy hai người bạn họ nhìn nhau, cô ta sợ lại xảy ra vấn đề gì nữa, nên lập tức chuyển đề tài, hỏi: "Chị Nhiên, lần này trở về chị có đi nữa không?" "Không đi nữa." "Vậy thì tốt quá rồi, em về sẽ dọn giường cho chị." Hà Giai Ngọc sung phong nhận việc. Nhâm nhiên cười. Trước khi thu dọn giường của tôi, cô không nên dọn dẹp cho chị Kiêu nhà cô à? Hình như cậu ấy sắp phải rời khỏi lớp 6 rồi. Quả nhiên nhắc tới chuyện Lý Kiêu phải đi, nụ cười đắc ý vừa rồi của Hà Giai Ngọc lập tức biến mất. Đúng vậy, lần này về chị Kiêu phải vào lớp một huấn luyện rồi. Cô ta nhìn Lý Kiêu ở bên cạnh lên tinh thần nói. Nhưng không sao, chị Kiêu ở lớp 1 thì sau này vẫn có thể thường xuyên gặp, dù sao cũng cùng một đơn vị. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là chị Nhiên sắp trở lại rồi. Điều này ít nhiều cũng có thể giảm bớt thương cảm khi chị Kiêu phải đi. Nhìn bộ dạng hâm mộ của cô đi, thế nào? Hay là tôi đi nói với tiểu đoàn trưởng cũng điều cô vào lớp 1 nhé? An Viễn Đảo đứng ở cách đó không xa, luôn chú ý động tĩnh nơi này. Nghe thấy nhiếp nhiên nói vậy anh ta lập tức bỏ công việc còn sang giờ lại, đích thân qua cướp người. Mặc dù thể năng của cô không tốt, nhưng nếu huấn luyện tử tế thì có thể cũng qua được. An Viễn Đảo ra vẻ miễn cưỡng nói, nhưng trên thực tế trong lòng anh ta đã cười nghiêng ngả rồi. Lần này quý chính hổ không tới đây, biết mình tiên hạ thủ vi cường như vậy, liệu có tức chết không? Ha ha! tiên hạ thủ vi cường, có nghĩa là ra tay trước sẽ giành lợi thế. Nghiêm Hoài Vũ thấy An Viễn Đảo nhìn chằm chằm nhiếp nhiên, rồi không không chế được, hưng phấn, thì lập tức đứng ở trước mặt nhiếp nhiên, chặn tầm mắt anh ta. Thầy mơ đi, tiểu nhiên tử là người của lớp 6, sẽ không vào lớp 1 của thầy đâu. Chim khôn chọn cành mà đậu, ở lớp 6 không có tiền đồ, An Viễn Đạo nghiêng đầu nhìn nhấp nhiên ở sau lưng nghiêm hoài vũ. Lớp 1 có thể dạy cho cô nhiều thứ hơn. Nhâm nhiên khẽ cau mày. Nói thật những lời này khiến cô suýt động tâm. Đương nhiên chỉ là một cái chớp mắt thôi. Bởi vì cô rất rõ ở lớp 1, thể năng nhất định phải đạt chuẩn. Thể năng không được thì cho dù những phương diện khác có tốt thế nào cũng vô dụng. Bây giờ cô vẫn chưa được. Nghiêm Hoài Vũ lại chặn tầm mắt anh ta, hừ giọng nói. Thầy thôi đi, lớp 6 cũng có thể dạy rất nhiều thứ. Vậy sao? Vậy sao tôi chưa bao giờ nghe ai nói lớp 6 là lớp ưu tú hả? Lúc nói lời này An Viễn Đạo nhìn chằm chằm nhiếp nhiên, muốn nhìn ra chút phản ứng trên mặt cô. Kiều Duy thấy anh em tốt của mình bị chằn họng, đành phải lên tiếng. Sĩ quan huấn luyện An, thầy đang xem thường sĩ quan huấn luyện quý à? về em phải nói với thầy ấy mới được. An Viễn đạo lập tức hoàn hồn lại. Cái... cái gì? Này này này, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn mách lèo hả? Nghiêm Hoài Vũ càng hăng hơn. Phải mách, phải mách, để sĩ quan huấn luyện quý đánh cho thầy kêu cha gọi mẹ. Hừ, anh ta không đánh lại tôi đâu. An Viễn Đạo tự tin hớt cằm. Em nghe sĩ quan huấn luyện quý nói đã từng có một lần, thầy ấy đánh gãy tay thầy rồi mà. Kiều Duy tỉnh bơ nói. An viễn đạo giống như đạp phải đuôi mèo, tức giận nói. Đó là anh ta chém gió, chém gió có hiểu không hả? Tôi không gãy tay, tôi chỉ bị chật khớp mà thôi. Chật khớp. Kiều Duy đâm chiêu, ồ dài. Hóa ra sĩ quan huấn luyện An đã từng bị sĩ quan huấn luyện quý đánh chật khớp tay à? Nhiêm nhiên lập tức thêm dầu vào lửa, cười nói. Sĩ quan huấn luyện An, không sao, chỉ cần không bị đánh nằm dưới đất không bò dậy nổi thì vẫn chưa mất mặt. Con nhóc này, có tin tôi không cho cô vào lớp 1 không hả? Nhiêm nhiên rất rừng rưng. Tôi vốn không định vào đó. Tại sao? Lớp 1 không tốt à? Không không không, là lớp 1 quá tốt tôi tự nhận là không có bản lĩnh vào đó, cho nên không muốn gây trở ngại cho mọi người. nhiếp nhiên cười. sao tôi lại cảm thấy cô nói không thành tâm thế hả? vậy chỉ có thể chứng minh tâm lý của anh có vấn đề thôi. an viễn đạo tức nghẹn họng. cô. sau khi trở về căn cứ, bọn họ nói với nhiếp nhiên mấy câu, rồi định giải tán. đột nhiên một giọng nói cách đó không xa truyền tới chị nhiên, chị nhiên, chị nhiên, lưu hồng văn vô cùng lo lắng chạy thẳng tới chỗ cô. anh ta vừa chạy đến trước mặt nhiếp nhiên đã thở hổn hển như trâu nói: dương thụ, cậu ta, anh ta làm sao? nhiếp nhiên cau mày, chẳng lẽ chết rồi à? không đến nỗi như vậy chứ, mới có quỳ mấy ngày thôi mà. cậu ta, cậu ta ngất rồi. Nhiêm Nhiên gật đầu ồ lên một tiếng. Cô tiếp tục đi về sau núi. Lưu Hồng Văn thấy cô đi rất bình tĩnh thì vội vàng chạy đến trước mặt cô, cuống cuồng hỏi, "Chị không đi gặp cậu ta à?" Nhiêm Nhiên cười trêu đùa, "Anh ta ngất rồi, thì còn gặp gì nữa?" Nói rồi cô lại cất bước đi về phía trước. "Cái đó, chị, chị lại khuyên cậu ta đi." Lưu Hồng Văn hơi ngượng ngùng khẩn cầu. Tôi khuyên rồi, vô dụng thôi. Lưu Hồng Văn sốt ruột như con kiến bò trên chảo nóng, không ngừng cầu khẩn. Chị đi giúp nữa đi. Tôi tin chị khuyên mấy lần nữa là cậu ta sẽ nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt, bỏ đi. Lần này nhiếp nhiên thật sự cười lạnh. Nhớ tới lời từ chối của anh ta, rõ ràng chính là bùn nát không thể chát tường. Đúng là không biết điều, có bản lĩnh thì cứ để anh ta quỳ đến chết đi. Cô vô cùng tức giận, nói xong sầm mặt bỏ đi. Lưu Hồng Văn lại đuổi theo, nhưng lần này còn không đợi anh ta mở miệng cầu khẩn. Nhiêm nhiên bỗng nhiên lộ ra một nụ cười chế giễu, nụ cười đó cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị. Nói với dương thủ cứ quỳ ở đó còn không bằng chết theo Lâm Hoài, cũng tiện để anh ta ở dưới đó không cô đơn. Có điều không biết Lâm Hoài có muốn gặp anh ta không thôi. Chuyện này... Lưu Hồng Văn ngẩn ra tại chỗ, không dám đuổi theo nữa. Nghiêm Hoài Vũ đi tới trước mặt anh ta, lạnh giọng nói. Chuyện này cái gì mà chuyện này? Nhóc con, tôi cảnh cáo cậu, đừng có đến làm phiền tiểu nhân tử nữa. Tiểu nhân tử không phải là mẹ của cái tên kia. Muốn sống muốn chết tùy cậu ta. Mới có thế này đã không chịu nổi, đâu có giống một quân nhân. Sĩ quan huấn luyện lâm của quân khu 2 đã chết mấy ngày rồi mà anh ta vẫn chưa bình tĩnh lại được. Nghiêm Hoài Vũ nghiêm khắc nghi ngờ, có phải anh ta cố ý không? Rõ ràng là muốn có sự đồng cảm của nhiếp nhiên. Đúng vậy, bảo cái tên đó bớt diễn phim xến đi. Nghĩ mình là nam chính thật à? Chị nhiên của chúng tôi không quan tâm đâu. Hà Danh Ngọc cũng khinh thường phát biểu. Bị bọn họ nói như vậy mấy người sau lưng nhau nhau tản đi. Các... các người... Thấy nhóm người kia lạnh lùng đứng xem, Lưu Hồng Văn không nhịn được cơn tức giận trong lòng. Người ta đã như vậy rồi, sao đám người này lại không biết thông cảm thế này? Từ hôm nhâm nhiên mắng đuổi Lưu Hồng Văn đi, quả nhiên Lưu Hồng Văn không trở lại nữa, đồng thời cũng hoàn toàn mất tin tức của dương thủ. Có điều lúc đến phòng ăn ăn cơm, Cô vô tình nghe thấy lớp phó vương nói. Sau đó dương thụ vừa tỉnh lại, đã rút ống truyền ra tiếp tục quỳ. Ai khuyên cũng không nghe. Sau khi nghe được chuyện này, nhiếp nhiên càng thất vọng về anh ta hơn. Cảm thấy anh ta đúng là đúng ngoan cố, không cần cũng được. Buổi tối, ngày trước khi đi, cô bắt đầu thu dọn hành lý, định ngày mai cùng đơn vị dự bị rời khỏi nơi này. Lúc cô định bỏ mấy bộ đồ lót mới phơi khô vào trong túi sách, thì vô tình nhìn thấy khẩu súng màu đen trên bàn nhiêm nhiên đặt quần áo xuống cầm khẩu súng lên khẩu súng này vốn là của a hồ chỉ có điều bây giờ anh ta đã trở thành đồ ăn cho cá mập rồi súng cũng rơi vào trong tay mình nhiêm nhiên vuốt nhẹ thân sống không thể không nói hoác hải lãng đã hao tốn không ít tâm huyết và tiền bạc với hoác hoành a hồ chỉ là một vệ sĩ bên cạnh hoác hoành mà lại dùng súng hm 2 Bây giờ giá khẩu súng này ở chợ đen chắc phải 350.000 tệ. Nhiếp nhiên cẩn thận thưởng thức sự hoàn mỹ trên thân súng, cùng với xúc cảm lạnh như băng trên đầu ngón tay với đáy mắt sâu thẳm. Có lẽ cô không biết, ánh mắt lúc cô nhìn chằm chằm khẩu súng này hoàn toàn giống với ánh mắt lúc hoác hoài nhìn chằm chằm cô. Đó là sự khát vọng mãnh liệt và nồng đậm. Ngoài cửa sổ, gió thổi mây bay, ánh trăng mờ im lặng chiếu vào trong cửa sổ nhà gỗ. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Nhiêm nhiên lập tức hoàn hồn lại, theo bản năng giấu súng ra sau lưng mình. Đã muộn thế này rồi, còn ai đến đây nữa? Cô cao mày cảnh sát kéo then cửa ra. Hóa ra người đứng ở cửa là Dương Thụ. Nhiêm nhiên nhướng mày, sau đó quay người lại giường đưa lưng về phía anh ta rồi cất những bộ quần áo còn sót lại vào trong túi. Dương Thụ đứng ở cửa, thấy cô không ngừng bận rộn thì cau mày hỏi. Cô phải về đơn vị dự bị rồi à? Nhiêm nhiên không trả lời mà chế diễu. Anh không lo quỳ đi, đến chỗ tôi làm gì? Chẳng lẽ anh sợ sau khi chết, Lâm Hoài không chịu gặp anh, nên tới để bảo tôi nói giúp anh à? nhưng dương thụ giống như không nghe thấy lại hỏi cô phải về đơn vị dự bị rồi à sắc mặt nhiếp nhiên lạnh lùng động tác càng nhanh hơn ở lại nơi này có ý nghĩa gì nữa dương thụ nhìn động tác của cô cao chặt mày hơn mấy phần môi mím thành một đường thẳng qua một lúc lâu cuối cùng anh ta cũng mở miệng nói lời cô nói hôm đó còn hiệu lực không Nhiêm Nhiên tức giận. Tên đáng chết này cứ phải đến thời khắc cuối cùng mới đổi ý à? Đúng là thân lửa ưa nặng. Tôi nói nhiều như vậy, ai biết anh nói câu nào. Cô nói sẽ đưa tôi vào đơn vị dự bị. Nhiêm Nhiên ném quần áo lên giường, quay đầu lại cười lạnh nhìn anh ta. Hai ngày trước, ai khuyên anh cũng không được, cho dù quỳ đến ngất đi cũng kiên trì. Bây giờ làm sao thế? sao lại đổi ý rồi? Không phải là lúc ngất đi, Lâm Hoài tới tìm anh đây chứ. Lần này cô phải dạy dỗ tên này một trận mới được. Nếu không, anh ta sẽ nghĩ cả thế giới này vây quanh anh ta mất. Nhưng nhấp nhiên châm chọc ba lần bốn lượt mà Dương Thụ đều không để ý. Anh ta chỉ cúi đầu nhẹ giọng trả lời. Thời ấy không có con. Tôi muốn chịu tang cho thời ấy bảy ngày. Hôm nay đã xong rồi cho nên tôi mới đến tìm cô. Câu nói này khiến sự tức giận, nghẹn ở trong cổ họng nhất nhiên lập tức, hóa thành hư không. Chẳng trách, cho dù anh ta ngất đi, vẫn phải kiên trì tiếp tục quỳ. Nếu cô nói không nhớ nữa thì bỏ đi, chúc cô ngày mai lên đường thuận buồm xuôi gió. Dương Thụ nói xong, đi ra ngoài. Tôi thật sự chưa từng thấy anh ngu xuẩn như anh. Nhâm nhiên căm hận khiển trách với bóng lương anh ta dương thủ không biết hàm ý trong lời nói này của cô anh ta dừng bước lại quay đầu nhìn về phía cô nhìn cái gì mà nhìn cút về ngủ đi khốn kiếp nửa đêm còn dùng chiêu tình cảm gì với mình người chết thì ghê gớm lắm mà giả hiếu thuận cái gì mặc dù cô không ngừng mắng trong lòng nhưng xoay người lại lại không tự chủ được lấy từng bộ quần áo trong túi sách ra đặt lại chỗ cũ được rồi cô phải thừa nhận cái chiêu tình cảm này của Dương thụ coi như thành công thấy anh ta vẫn còn đứng ở ngoài cửa nhiếp nhiên lạnh mặt nói tối mai bắt đầu huấn luyện huấn luyện cô nhận tôi rồi à dương thụ mù mờ hỏi nhận cái đầu anh tối mai sau khi tắt đèn hãy đến sau núi huấn luyện cô huấn luyện tôi nếu không thì sao tên này chê cô à hư không biết trời cao đất dày tối mai tôi ở chân núi phía sau đợi anh được nhớ lấy tôi không thích người không đến nơi đến trốn nếu như anh không kiên trì được thì ngày mai đừng có đến nói xong nhiếp nhiên cũng không để ý đến câu trả lời của dương thụ đóng sầm cửa lại cái thằng nhóc này đúng là làm người ta tức chết dương thụ anh đợi đó cho tôi ngày mai tôi phải khiến anh huấn luyện chết ở chỗ này cô nghiến sang nghiến lời âm thầm thề trong lòng sau đó tắt đèn lên giường nghỉ ngơi dương thụ bị nhất nhiên ngăn ở bên ngoài đang nhìn cánh cửa gỗ đã đóng chặt kia cùng với ánh sáng đã tắt trong nhà lầm bẩm kiên định tôi sẽ không như vậy đâu sau đó anh ta bước nhanh rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, đơn vị dự bị nai nịt gọn gàng chờ đến lúc rời đi. Lý Tông Dũng nhìn thời gian, sắp đến giờ đi rồi mà vẫn chưa thấy Nhiếp Nhiên xuất hiện. Đang suy nghĩ thì thấy Nhiếp Nhiên bước nhanh đến. Lý Tông Dũng vừa định trách mắng thì lại thấy trong tay cô không có hành lý gì cả. Khóe mắt chân mày đều mang theo ý cười. Ông hơi ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh hỏi: tên nhóc kia đồng ý rồi à dĩ nhiên tôi ra tay làm sao có thể có vấn đề lý tông dũng ngại vì binh lính của đơn vị dự bị ở bên cạnh nên chỉ có thể giả vờ nghiêm túc nói được vậy tôi đợi cô chiến thắng trở về nếu như cô không huấn luyện tốt cho cậu ta làm mất mặt đơn vị dự bị xem tôi xử lý cô thế nào xử lý cô này chuyện gì thế hả cô chỉ tiến cử thuận tiện huấn luyện giúp mà thôi, không nói bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lúc nhâm nhiên còn chưa kịp mở miệng kháng nghị, Lý Tùng Dũng đã giành nói trước. À đúng rồi, tên nhóc kia bảo tôi nói với cô một chuyện. Ông cố ý dừng lại một chút, sau đó nói. Thấy cô đưa ra lựa chọn đúng, cho nên nó đã âm thầm động tay động chân, tiếp tục tạm giam nhất thành tháng một tháng, coi như phạt cảnh cáo tức là một tháng tiếp theo sẽ không có ai quản cô. Nó nói đây là phần thưởng dành cho cô. Vậy tôi có phải cảm ơn anh ta không? Nhiếp nhiên lạnh lùng cong môi cười, đáy mắt toàn là ý châm chọc. Nhưng Lý Tông Dũng cố ý giả vờ lớn tuổi không thấy rõ vẫn nghiêm túc nói. Tôi sẽ chuyển lời thay cô. Nhiếp nhiên tức giận, nghiến răng ken két. Mấy người nghiêm hoài vũ đứng ở cách đó không xa, đang định xếp hàng lên máy bay trực thăng. Vừa nhìn thấy nhiếp nhiên là lập tức, không để ý đến kỷ luật, chạy ra. Chị nhiên, chúng em ở đơn vị dự bị chờ chị quay lại. Hà Giai Ngọc rất quyên luyến. Nhiếp nhiên gật đầu cười. Ừm, um, giải quyết xong chuyện ở đây, tôi sẽ trở về. Cổ Lâm cũng vô cùng bịn dịn. Nhiếp nhiên, cậu ở đây một mình phải chăm sóc tốt cho mình đấy. Thấy cổ lâm, nhiêm nhiên lập tức nhớ sai chuyện kia, nói với thi sảnh. Sau khi về, cô đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Sang mặt cổ lâm không tốt, đặc biệt là quần mắt thâm đen, hiển nhiên là do thời gian dài ngủ không đủ gây ra. Hồi đó vì uy hiếp đám cướp biển kia, thủ đoạn của cô đúng là thô bạo tàn nhẫn, không trách nhóm người này được. Dù sao đơn vị sự bị và đặc trùng vẫn có khoảng cách nhưng cách để thẩm vấn đó bọn họ đều chưa từng biết, cho nên Cổ Lâm tính tình tương đối ôn hòa, có lẽ nhất thời không thể tiếp nhận ngay được. Nếu cứ tiếp tục không đi gặp bác sĩ tâm lý thì sẽ rất dễ bị suy nhược tinh thần rồi trở thành hoảng sợ, cuối cùng hoàn toàn gục ngã. "Cậu yên tâm, tôi sẽ chú ý chuyện chữa trị của cậu ấy." thì Sảnh nhìn sắc mặt tái nhợt của Cổ Lâm thì gật đầu nói. "Được rồi, hết nửa phút rồi. Giờ lập tức lên máy bay đi. Lúc này An Viễn Đạo đi tới, chỉ vào đồng hồ trên cổ tay mình nghiêm túc nói. Cả nhóm nói thêm với nhiếp nhiên đôi ba câu rồi lên máy bay. Duy chỉ có An Viễn Đạo vẫn chưa lên. Không phải nói là hết nửa phút rồi à, anh còn ở đây làm gì? Nhiếp nhiên thấy anh ta vẫn đứng bên cạnh mình, vẻ mặt hơi khó chịu thì cười trêu chọc. Cái con bé này Cô thật sự không muốn vào lớp 1 à? Hừ, sớm muộn gì cô cũng sẽ hối hận." an Viễn Đạo tức giận nói. "Anh ta thực sự không hiểu, lớp 6 thì có gì tốt chứ? Nếu nhóm người của lớp đó chịu sánh vai cùng Nhiếp Nhiên lúc ở trên Hải đảo thì anh ta dám đảm bảo cô sẽ không bị thương nặng như thế." Là người đừng nên quá tham lam, anh đã có lý kiêu rồi." Nhiêm Nhiên mỉm cười. An Viễn Đạo thở phì phì. Thế thì sao chứ? Tốt xấu gì cũng nên nhường lại cho sĩ quan huấn luyện quý một người. Mỗi người một bên chẳng phải rất công bằng hay sao? Huống chi lớp một nhiều tinh anh như thế, sao An Viễn Đạo cứ nhất định không có được mình thì không từ bỏ chứ? Nhường cách gì mà nhường? Tôi thấy anh ta nên vui sương mới đúng ấy. Tôi chọn lính lúc nào cũng rất hạ khắc. Đúng thế, Vậy nên tôi không vào lớp 1 là vì không đủ năng lực thôi. Nhiếp nhiên hùa theo anh ta nói. Vớ pha vớ phẩn, vài lần hành động của cô đã đủ chứng minh là cô có thể vào được rồi. Đó là vì anh chưa thấy thể lực của tôi thôi. Thể lực của tôi kém lắm, chạy một lát là đã thở không ra hơi rồi. Xuống nước là chết chìm ngay. Tôi mà tới lớp 1 sẽ bị cười chết mất. Nhiếp nhiên tự đánh giá về bản thân mình nhưng anh viễn đảo vẫn không chịu nghe. Một tháng, đúng một tháng, tôi nhất định sẽ giúp cô tăng được thể lực. Cô có tin không? Tin chứ. Anh huấn luyện tôi theo kiểu không coi tôi là người, thì đương nhiên là sẽ huấn luyện được rồi. Chỉ với việc khi đó anh viễn đảo bắt mọi người leo núi lúc nửa đêm thôi. Nếu bị anh ta huấn luyện trong một tháng, chỉ sợ không chết cũng mất một lớp da An Viễn Đạo cảm thấy chuyện đó là đương nhiên. Nếu muốn thành một binh sĩ vĩ đại, thì đương nhiên phải huấn luyện hà khắc rồi. Thế thì anh cứ tiếp tục hà khắc với Lý Kiêu đi. Nhâm nhiên chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng lùi về sau từng bước, tỏ vẻ giữ khoảng cách với anh ta. An Viễn Đạo tức lệch cả mũi, chưa từng gặp loại nước binh nào không có chí tiến thủ như thế này. Sớm muộn gì cô cũng sẽ hối hận sau này không vào được bộ đội đặc công thì đừng có mà khóc. Sau khi anh ta nói câu này, liền leo phát lên trực thăng. Nhiêm Nhiên lùi ra xa, xa nhìn trực thăng bay thẳng lên trời rồi biến mất. Lúc này cô mới quay lại phía sau núi. Cuối cùng công tiến đội dự bị đi, lại không có sự quấy nhiễu của nhất thành thắng. Một tháng kế tiếp này, cô chỉ còn mỗi việc huấn luyện cho Dương Thụ nữa thôi. Nhưng trong thời gian huấn luyện anh ta, Cô cũng không thể làm cho thể lực của mình giảm sút. Nếu không cho dù kỹ năng quân sự mạnh, nhưng thể lực lại chẳng ra sao thì vẫn chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Cô tiếp tục dựa theo kế hoạch huấn luyện ban đầu của mình, một ngày chạy 3 vòng quanh núi, sau đó lại làm một loạt công tác chuẩn bị để huấn luyện cho Dương thụ. Đợi đến khi cho chuẩn bị xong hết thay, thì trời cũng đã tối mịt. Bóng đêm càng lúc càng dày đặc, cuối cùng sau khi chờ thêm một tiếng đồng hồ, tiếng bước chân từ xa tới gần cũng vang lên. Không bao lâu sau, bóng dáng dung thụ hiện ra giữa tầng tầng lớp lớp bóng cây. Nhiêm nhiên vừa thấy anh ta xuất hiện thì cũng không nói thêm gì, trực tiếp ném ra một chiếc ba lô. Tiếng ba lô rơi bịch xuống đất, nghe vô cùng nặng nề. Chạy từ đâu? Anh ta lập tức đeo ba lô lên, hỏi gọn gàng và dứt khoát. Nhiêm nhiên chỉ ra sau núi, nói Chạy ba vòng quanh núi Được Nói xong, dương thụ lập tức chạy về phía ngọn núi kia Nhiêm nhiên cảm thấy đằng nào mình cũng nhản rỗi Thôi thì cũng tranh thủ thời gian huấn luyện luôn Vì thế cô cũng đeo ba lô chứa đầy đá sỏi lên vai chạy cùng Lúc đầu, hai người sóng vai chạy Dần dần thể lực của nhiếp nhiên không chống đỡ được Bắt đầu thụt lùi so với dương thụ hai người một trước một sau chạy hết ba vòng thực lực của dương thủ bắt đầu yếu đi còn thể lực của nhấp nhiên vẫn đều đều ý chí của cô mạnh hơn người bình thường nhiều nên về sau cô lại bắt đầu có xu hướng đuổi kịp anh ta lên tới đỉnh núi hai người thi nhau thở dốc câu nói đầu tiên của dương thủ chính là cô có chắc là huấn luyện được tôi không thế nhấp nhiên đang cố gắng lấy lại nhịp thở nghe vậy thì lập tức vẻ mặt trở nên khó coi. Mấy ngày nay mặc dù cô không ngừng gia tăng huấn luyện, nhưng thể lực là thứ cần phải luyện trong thời gian lâu dài mới có kết quả. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cô mặc dù động lòng nhưng vẫn kiên quyết từ chối lời đề nghị của An Viễn Đạo. Tôi đã ngừng huấn luyện một thời gian dài, đương nhiên không thể so được với anh rồi. Nhâm nhiên lạnh lùng nhìn anh ta. Dương thụ nhíu mày, Thật sự là vì đã ngừng huấn luyện thời gian dài sao? Nhưng cho dù ngừng huấn luyện ở đội dự bị mấy tháng thì cũng không thể thụt lùi đến mức này chứ. Cùng chạy với binh sĩ bình thường như anh ta mà phải cố gắng lắm mới về đích cùng lúc. Nhiệm Nhiên thấy anh ta vẫn nhìn mình bằng ánh mắt hoài nghi thì cũng biết lời giải thích của mình hơi không đáng tin cậy, lập tức đổi đề tài. Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất của anh là không ngừng huấn luyện thể lực thể lực là trụ cột, không có thể lực tốt thì hết thảy đều là nói xuông. Sau đó cô đi về một phía trong núi, Dương Thụ ở phía sau không biết cô đi đâu nhưng vẫn đi theo. Hai người một trước một sau đi xuyên qua một đường mòn, đi tới một vách núi đen ngòm tương đối bằng phẳng, bên dưới là mặt biển không sóng vỗ. Cô dẫn tôi tới đây làm gì? Dương Thụ nhất thời không hiểu cô định làm gì. Chạy mang vật nặng, chỉ là làm nóng thân thể, giờ mới là huấn luyện chính thức. Huấn luyện chính thức ư? Dương Thủ trố mắt nhìn mặt biển bên dưới. Cô bảo tôi xuống biển bơi à? Cái này thì là huấn luyện gì chứ? Khả năng bơi của anh ta rất nổi danh ở quân khu 2, căn bản không cần huấn luyện bơi thêm nữa. Tôi biết kỹ năng bơi của anh không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Nếu thật sự muốn tham gia đội thủy quân lục chiến thì anh còn non và xanh lắm. Nhiêm nhiên nhìn về phía mặt biển xa xa, gió biển thổi quần áo cô bay phất phơ, giọng nói cũng trở nên mơ hồ. Dương thủ sửng sốt hỏi. Cô định sau này tham gia đội thủy quân lục chiến à? Tôi chưa có kế hoạch đó. Nhâm nhiên lắc đầu. Nếu là kiếp trước thì không có vấn đề gì, nhưng với thân thể này thì cô không dám chắc thân thể này đến đi xe ô tô gặp phải đường sóc còn say bơi một lúc là chìm nói thật là cô chẳng có chút tự tin nào cả nói là có thể ngang vai ngang về với nhiếp thành thắng nhưng rốt cuộc có thể trở thành sự thật hay không còn chưa biết nếu thật sự không được thì cô chỉ có thể cõng một mạng người trên lưng mà ra đi thôi đó là kế hoạch cuối cùng rồi dương thụ thấy cô lắc đầu thì khó hiểu hỏi vậy sao cô lại hy vọng tôi vào đội thủy quân lục chiến chứ. Anh nghĩ xem tại sao? Nhâm nhiên liếc nhìn anh ta. Kỹ năng bơi tốt như thế này mà không xuống biển chẳng phải quá uổng phí hay sao? Đội dự bị hàng năm, ngoài gia nhập bộ đội đặc công, thì sẽ đưa các binh sĩ ưu tú tới các binh chủng. Trong đó đứng hàng đầu chính là đội thủy quân lục chiến. Ngày đó cũng may nhờ có cổ lâm nói với cô lúc cô đi học. Nếu không cô cũng không nắm được tình hình của bộ đội đặc công Vậy sau này cô tính thế nào? Dương Thụ hỏi Nhâm nhiên lại nhìn xuống mặt biển Đây không phải vấn đề anh cần quan tâm Giờ việc anh cần quan tâm là làm sao để thi được đi đã Vậy giờ tôi phải xuống biển hả? Đúng Nhâm nhiên gật đầu Chiều nay tôi đã xuống đó rồi Ở đây không có đáng ngầm nên dù anh có nhảy thẳng xuống cũng không thành vấn đề. Khảo hạch về cơ bản phần lớn đều giống nhau, chỉ có một phần nhỏ là khác biệt. Ngoài bơi lội, dương thụ cũng không nổi trội ở trong bất kỳ kỹ năng gì. Như vậy, nếu có thể tăng tiềm năng mà anh ta giỏi nhất lên mức vô hạn, thì mới có thể trổ hết được tài năng khi khảo hạch, khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Tôi có thể tới chỗ kia không? Bỗng nhiên dương thủ chỉ về một vách núi đen ngòm, cao chót vót cách đó không xa. Nhân nhiên nhìn thoáng qua chỗ đó, quả quyết từ chối. Không được, tôi đã xem xét chỗ đó rồi. Bên dưới có đá ngầm. Hơn nữa, với độ cao đó mà không có đồ bảo hộ thì sẽ rất dễ bị thương. Cô chỉ huấn luyện thôi, chứ không đùa với sinh mạng. Trong bóng đêm mịt mùng, tầm nhìn bị trở ngại nếu cứ thế nhảy xuống thì sẽ rất dễ pha chúng đá ngầm, tử vong. Dương thụ không cứng đầu như trước kia nữa, mà ngoan ngoãn nhảy thẳng xuống. Nhâm nhiên thấy anh ta đã xuống nước thì cũng nhảy xuống theo. Dương thụ nghe thấy sau lưng có tiếng nước thì quay phát đầu lại nhìn, kinh ngạc nhìn nhấp nhiên. Cô xuống nước làm gì thế? Hiện tại đang là cuối xuân đầu hạ, nửa đêm xuống nước vẫn sẽ thấy lạnh. Nhâm nhiên ngâm mình trong nước không nhịn được mà run lên. Đương nhiên là huấn luyện rồi, chẳng lẽ xuống tắm chắc? Lần trước cô suýt chút nữa chết đuôi đấy, không vấn đề gì chứ. Dương thủ hơi lan tăn. Không muốn cũng phải muốn, chẳng lẽ cả đời này tôi không xuống biển nữa chắc? Thế thì còn đi lính làm gì? Nhâm nhiên chỉ sang phía bên phải. Chúng ta bơi quanh đảo này ba vòng, sau đó lên bờ, Thực ra cô không nhất định phải theo giúp tôi huấn luyện đâu. Dương thủ im lặng một chút rồi thấp giọng nói. Nhiếp nhiên nhíu mày. Sao thằng nhãi này thích suy nghĩ vớ vẩn thế chứ? Tôi không theo anh. Quả thực là tôi cũng cần phải huấn luyện. Nói xong cô chẳng thèm để ý tới anh ta nữa mà sải tay bơi đi luôn. Dương thủ cũng đành sải tay bơi theo nghi hoặc hỏi. Vì sao? chẳng phải cô đã vào đội dự bị rồi sao trong đội dự bị cũng cần khảo hạch mỗi tháng đừng nói nữa tranh thủ huấn luyện đi cô hít sâu một hơi rồi lặn xuống biển nương theo đà lao nhanh xuống sau đó lại trồi lên theo một đường thẳng đứng cô đang làm gì vậy dương thụ thấy cô làm như vậy tới lần thứ sáu thì khó hiểu hỏi bơi thì không bơi lại cứ lặn sâu xuống đáy biển vừa phí dưỡng khí mà lại chẳng bơi được xa. Kỹ năng bơi lội của tôi không tốt, thế nên tôi tập bơi và lặn luôn một thể để tiết kiệm thời gian. Nhân nhân nói xong lại há to mồm, hít khí rồi tiếp tục lặn xuống. Trong đợt huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã, chính vì cô bị thiếu dưỡng khí để thở nên cuối cùng mới bị ngất đi như thế. Cho nên lần này cô phải luyện tập để tăng lượng dưỡng khí mới được kỹ năng bơi của dương thủ tốt hơn nhiếp nhiên thế nên đã bỏ cô lại phía sau hơn nữa sức chịu đựng ở trong nước của anh ta cũng rất mạnh nhiếp nhiên dựa vào nghị lực của bản thân đúng là không thể đuổi kịp tốc độ của anh ta thằng nhãi này kiếp trước là cá đấy hả à? ở trong nước mà chẳng khác nào như đi trên đất bằng một vòng hai vòng cho đến vòng thứ ba nhiếp nhiên cảm thấy đầu óc mình bắt đầu choáng váng eo như bị buộc một cái tạ. Quả nhiên, thân thể này đúng là tiểu thư, không chiều chuộng nổi. Dương thụ lập tức phát hiện ra ngay khi tốc độ của cô chậm lại. Anh ta dừng động tác, bơi ngược trở lại tới trước mặt cô. Trên khuôn mặt nghiêm túc mang theo một chút lo lắng. Cô có ổn không? Nhiệm nhiên cô hết sức lắc đầu, hơi thở hồn hền. Chưa chết được. Dương thụ nhíu mày. Tôi giúp cô, sau đó làm động tác như chuẩn bị kéo cô về. Nhưng lần này nhiếp nhiên lại từ chối. Anh không phải đang giúp tôi, mà là đang hại tôi, cũng là hại chính anh. Dương Thụ không hiểu ý cô. Tôi thật sự muốn giúp cô. Tôi biết là anh muốn giúp tôi, nhưng anh giúp tôi được lần này, lần sau thì sao? Lúc khảo hạch anh định giúp thế nào? Lúc đánh giặc, anh định giúp thế nào đây? cánh tay ở trong nước của Dương Thụ không khỏi khựng lại. Anh có thể giúp tôi lúc này, nhưng không thể giúp tôi cả đời được, Dương Thụ ạ. À? Đầu nhấp nhiên, nhiên nổi trên mặt nước, ánh mắt tràn đầy kiên định, nhìn về phía xa xa. Giờ đây chúng ta đổ mồ hôi là để sau này có thể ngừa đổ máu. Có những việc nhất định cần phải còn sống mới làm được. Cô nói xong liền dãy người ra khỏi dương thụ cắn răng tiếp tục bơi về phía trước. Khi cô cố gắng bơi qua cửa biển chính để vào căn cứ, ánh sáng lờ mờ từ bên trên hắt tới. Dương thụ thấy trong đôi mắt cô như có ánh sáng lóng lánh, làm cho anh ta không khỏi sững sờ. Anh ngẩn ngơ cái gì thế hả? Nếu không rời khỏi cửa biển này, chúng ta sẽ bị coi là cướp biển mà bị bắn gục đấy. Nhịp nhìn mãi không thấy anh ta đuổi kịp thì quay đầu lại nhìn, thấy anh ta vẫn cứ ì ra tại chỗ dưới ánh sáng thì lập tức khẽ lên tiếng rục. Tuy rằng bây giờ nhiệm vụ diệt trừ cướp biển đã kết thúc, quân đội đã dần rút lui khỏi nơi này nhưng không có nghĩa là nhóm lính gác sẽ lơi lòng. Bọn họ vừa thấy có người bơi ở đảo nhỏ gần căn cứ thì chắc chắn sẽ bắn gục ngay. Dương Thụ vừa nghe liền tỉnh táo lại vội vàng bơi theo. Hai người một trước một sau rời khỏi cửa chính căn cứ, bơi về chỗ mình ở phía sau núi. Chờ sau khi đã đi xa một chút rồi, nhiên nhiên mới thả lỏng sự căng thẳng trong lòng xuống. Ba vòng, ba vòng liên tục, cô đã hoàn thành rồi. Chiều dài của ba vòng này lớn hơn hẳn, chiều dài của lần nghĩ cách cứu viện binh sĩ quân khu 2 lúc trước. Hai người nổi trong nước biển, nhìn về phía vách núi màu đen, phía sau vách núi hơi vòng cung chứ không phải vuông góc, có vẻ dễ leo lên. Đó cũng là lý do tại sao Kha Lỗ có thể trèo lên. Đi, để tôi cõng cô lên. Dương thủ thấy cô thở hồn hển trong nước. Chắc là đã dùng hết chút sức lực cuối cùng rồi. E là không thể leo lên được nữa. Không cần đâu, tôi tự leo lên được. Anh cứ lên trước đi. Nhân nhiên từ chối một lần nữa. Dương Thụ cũng không nói nhiều, nghĩ mình nên lên trước để chờ lúc cô ấy lên đến nơi rồi mình còn có thể kéo cô ấy lên được nên bơi lại gần vách núi rồi dùng sức trèo lên. Nhiệm nhân lợi dụng sức nổi của bản thân để đứng trên mặt nước, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, khôi phục một chút sức ở tay chân, chuẩn bị tốt cho việc leo lên. Cô ngẩng đầu nhìn Dương Thụ đang trèo trên vách núi, đã sắp tới nơi. Mười phút sau, bóng dáng anh ta đã biến mất trên vách núi. Tới nơi rồi, cô mau lên đi. Ừ. Nhâm nhiên hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi bơi đến gần vách núi đen. Mười ngón tay bấu chặt, buông ra, lại bấu chặt, rồi lại buông ra. Sau vài lần lặp đi lặp lại, xác định ngón tay đã có cảm giác. Hai tay cô bám vào vách đá đột nhiên vận sức, đu người leo lên. Vốn tưởng sẽ leo lên tới nơi an toàn. Ai ngờ giữa trường đột nhiên chân mềm nhũn, Cô căng thẳng trong lòng, tay túm chặt lấy mỏm đá theo bản năng cả người cô treo lơ lửng giữa vách đá cẩn thận dương thủ thấy cô lơ lửng giữa vách đá còn có cả tiếng đá vụn rơi xuống biển thì sợ tới mức trong lòng run lên muốn xuống cứu người theo bản năng tôi không sao nhiêm nhiên lại tìm được điểm tì chân ngẩng đầu nói với dương thủ ở bên trên sau đó tiếp tục bỏ sát người leo lên trên bởi vì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra như thế, nên nhiếp nhiên dùng hết 120% tinh thần, cẩn thận bò lên trên từng chút một. Dương thụ đứng ở trên nhìn mặt kinh hồn bạt phía, càng không dám hé răng nửa lời, chỉ sợ làm cô giật mình phân tâm gì đó. Một phút, hai phút, thời gian chậm rãi trôi qua. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy thời gian trôi chậm như thế, một lúc sau, rốt cuộc cũng nhìn thấy gương mặt nhiếp nhiên ở gần ngay trong gang tấc. Anh ta lập tức vươn tay ra. Nào, để tôi kéo cô lên. Lần này nhiếp nhiên không từ chối nữa, mà giơ tay ra, nắm lấy tay dương thụ. Cô biết rõ là mình đã cạn kiệt sức lực. Nếu không đi lên thì rất có khả năng sẽ bị tuột tay và rơi xuống biển. Dương thụ lập tức dùng sức, kéo cô lên khỏi vách núi đá màu đen. Nhiêm Nhiên nằm bò trên vách núi không ngừng thở hồng hộc, y như một con cá sắp chết đang ngoác ngoài. Vừa rồi bảo để tôi cõng cô lên thì cô không chịu, cứ cứng đầu đòi tự mình đi lên, suýt chút nữa lại ngã xuống. Dương Thủ thấy cô đã bình an vô sự thì trái tim vốn vọt lên tới cổ họng cũng trở về vị trí cũ. Hết chương 1050.